Linh quản ca, mày đây rồi. À, lớp trưởng Tuấn. Biết mày làm ở quán karaoke, tao đi hát hơn 100 quán mới bắt được mày. Tết đến nơi rồi, mày có đi họp lớp không? Thôi, Tết này tao không đi đâu cả. Công việc nay đây mai đó.